Mà bình thường tao thấy chị Thoa chị sang giúp mày việc nhà cơ mà. Hôm nay bày đặt rửa cả bát cơ. Tao làm được hết. Chẳng qua không thích thôi. Hơi trơn. Không sao. Mình biết bạn đang. Cái Hân nó có gọi điện cho cô không? Không. Mà có gọi á, em cũng chả thèm nghe máy. Dỗi á? Bình thường dễ tính lắm cơ mà. Chị đừng có đùa. Em tuy là dễ tính thật, nhưng mà một khi mà em đã bị tổn thương sâu sắc á, chị không bao giờ em tha thứ. Kinh. Để rồi xem. Vài hôm nữa nó sang nó mua quà thì lại Hân ơi Hân ả ngay mà. Em đã bảo là không bao giờ mà. Này, cô bảo mấy hôm nay chúng nó ăn uống thế nào nhỉ? Con Hân cũng thối vụng nát như thế, chỉ biết luộc trứng với cả úp mì, không biết thằng Đức Anh nó ăn làm sao. Hay là mình cứ mang một ít đồ ăn sang để sẵn đấy. Chị lại bắt đầu rồi đấy. Chị cứ cả nghĩ làm gì. Bây giờ đầy thức ăn ngon, thích cái gì đặt người ta xếp đến tận nơi, ăn xong vứt hộp đi, sướng thân. Không được. Ăn uống kiểu ấy thì kiếm bao nhiêu tiền cũng không tiết kiệm được. Với cả ở ngoài hàng thì vệ sinh thì làm sao. Cô vào mà lấy cho tôi mấy cái hộp đi. Trời ơi, chị đã quyết như thế ngay từ đầu thì nói luôn để em đỡ mất công can. Em đi lấy hộp đây. Cô đi cùng tôi luôn nhá. Không, em đã nói rồi. Em tuy rất là dễ tính nhưng mà một khi Ok, được, tôi đi một mình. Cô cứ việc ngồi đấy mà tổn thương sâu sắc. Nhờ có sự bơm vá và kết nối của bạn mình mà mình đã ký hợp đồng với nhà cung cấp xịn sò. Cảm ơn bạn mình nhá. Chất vãi. Cảm ơn Xuân như thế á? Là người khác phải có ông cơ, biết trơn của nợ. Hoa đây này. Cả một đóa hoa đi còn gì nữa. Còn điên. Nói thế chứ, hôm nào tao sẽ khao mày một bữa thật là đẳng cấp. Ăn đâu tìm mày chọn. Sắp tới nhà mày luôn đi. Mấy đứa mình đặt đồ về, nhậu một bữa say vắt lưỡi luôn. Được. Chốt nha. Thôi tao về đây. Mày đi đâu đấy? Cho mượn chỗ xả nhờ van nước một cái. Uống nhiều nước quá, sắp vỡ bằng quang rồi. Mày tở vãi luôn ấy. Khổ, bận bịu đến nỗi không nghe nổi điện thoại nữa. Cô bảo tầm này có đủ ăn một tuần không nhỉ? Cái này có mà ăn được một tháng ấy chị ạ. Chị cứ làm như nó lên rừng lên núi không bằng ấy. Thừa một chút còn hơn là thiếu. Xong chưa? Xong rồi. Để tôi mang đi. Chị ơi chị, tí cho em nghỉ 2 tiếng nhá, em qua nhà người quen. Ok ok, cô cứ thoải mái. Hôm nay dễ tính thế. Em ơi, cho chị cho em tôi cơ. Mày làm gì mà lâu thế? Tiện làm trận thịnh soạn luôn. Ui, đùa mày bẩn thế. Mày xịt sạch sẽ chưa? Mà trả lại ngay bồn cầu của tao nhá. Như bạn mày bẩn lắm không bằng ý. Vào mà kiểm tra. Ôi, con đây. Sao cấm mày lên nhà tao đấy? Ui, làm như báu lắm ý. Cháu chờ cô với. Vâng ạ. Mà bình thường tao thấy chị Thoa chị sang giúp mày việc nhà cơ mà. Bày đặt rửa cả bát cơ. Tao làm được hết. Chẳng qua không thích thôi. Hơi trơn. Không sao. Mình biết bạn đang. Có cần bạn giúp gì không? Không lại hỏng bát hỏng đũa, nhà chả còn gì mà ăn đâu. Mày chùi vào tao đi à? Gì? Cút. Có cút không? Tao bỏ đồ mày nhá. Cút về đi lên. Gì mà đuổi kinh thế? Cút về. Biến đi. Biến đi. Báu lắm đấy. Cảm ơn nhá.
Nghe kinh quá. Nhá.